Мини Продакшн. Sâu trong nỗi buồn này, anh đã tìm thấy em bên anh vỗ về, đã xóa hết những ngày mệt nhòi quanh anh, và đã cho anh cảm giác tình yêu. Từ đó anh thương em thật rồi, lại giờ mắc em, dẫu đôi ta chẳng là gì, đành phải nói ra tôi thương em từ đây. Và tôi đã mối quan hệ chẳng rõ ràng, nhưng em cùng nói cho tôi cứ mong đợi chờ. Chẳng còn những đêm cô đơn vơ vơ bàng hoàng, chẳng còn những khi đôi ta gặp nhau chỉ làm ngơ. Nhắm mắt lại là nhớ em mỗi ngày, chỉ mong chở che em khi gió đông gần kề, chỉ mong đón đưa em đi dâu đêm hay là ngày. Tình vì sao không có em nên những gì về em anh trân trọng. Vì sao lòng mắt em khiến trái tim của anh thêm trống rỗng. Tuy giờ ta chưa là gì của nhau, nhưng em mơ giải dối rất nhiều. Ta không biết nó xuất hiện ở đâu, nhưng chân thành chỗ anh có nhiều. Ở ngoài kia nhiều người thích em, còn riêng anh thì anh lại sợ. Sợ một ngày người đó có mắt em, anh lại ngồi ôm nỗi bơ vơ. Nhưng em mới đừng tin là đường mặt, trong 10 người thì 9 người nói điêu, còn lại là anh với những lời chân thật. Vì anh luôn thương em chứ thiếu điều. Vì mối quan hệ chẳng rõ ràng, nhưng em cùng thôi cho tôi cứ mong đợi chờ. Chẳng còn những đêm cô đơn vơ vơ bàng hoàng, chẳng còn những khi đôi ta gặp nhau chỉ làm ngơ. Nhắm mắt lại là nhớ em mỗi ngày, chỉ mong chở che em khi gió đông gần kề, chỉ mong đón đưa em đi dâu đêm hay là ngày. Tình yêu của anh được dạy chỉ là thế thôi. Dù tháng năm kia có bao nhiêu ngày trôi qua, anh vẫn thương em, ngày ta bên nhau sẽ không xa. Chỉ có đôi ta trong nỗi nhớ mình anh chỉ có mình em. Đêm ngày trôi thật nhanh, anh chỉ nhớ mình em. Dù anh